Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, tối ngày hôm nay là 22 tháng 9 năm 2014. Đầu chương trình thì Tuấn có nói là cái vấn đề Bộ Ngoại giao ở Sài Gòn tuyên bố rằng là người ta đã bắt đầu giải quyết hồ sơ con một côi rất là hạn chế thôi. Đó là cái vấn đề trẻ em có cái vấn đề yêu cầu đặc biệt giống như là y tế. Cái thứ nhì là những trẻ em mà người ta nhìn nhận con một côi sau khi cháu nó 5 tuổi. Và cái trường hợp thứ ba là những cái trường hợp mà anh chị em khi mà nhìn nhận không phải một cháu mà hai cháu mà mấy cháu đó là anh chị em. Có cháu lớn trên 5 tuổi hoặc là dưới 5 tuổi thì người ta cho phép. Thì cái đó là cái thông tin mà của Bộ Ngoại giao tuyên bố hoặc là cho biết vào ngày 16 tháng 9 năm 2014. Đồng thời bên chính phủ Việt Nam chấp nhận hai cái dịch vụ đó là Dillon và Holt Adoption Services để cho chính thức có giấy phép để làm cái thủ tục con một côi ở bên Việt Nam. Thì bây giờ tới phần kế tiếp là Tuấn có cái visa bulletin của tháng 10 năm 2014. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin của tháng 10 năm 2014. Kính thưa quý khán thính giả, sau đây là visa bulletin của tháng 10 2014. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Đang giải quyết hồ sơ có ngày 22 tháng 5, 2007. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng hoặc con độc thân dưới 21 tuổi. Đang giải quyết hồ sơ ngày 1 tháng 2, 2013. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi. Đang giải quyết hồ sơ ngày 1 tháng 11, 2007. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ có ngày 1 tháng 12, 2003. Và diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em, đang giải quyết hồ sơ ngày 22 tháng 1, 2002. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 10, 2014. Vừa rồi là Visa Bulletin qua cái trình bày của cô Nam Phương. Thưa quý vị, cách đây khoảng một tuần mấy, vào ngày 12 tháng 9 năm 2014, thì Tuấn và một nhóm luật sư trong đoàn luật sư di trú có cơ hội đi tham quan cái phi trường Houston Intercontinental. Thì đây là để chia sẻ với quý vị thôi. Tại vì lâu quá thì Tuấn cũng không có cơ hội đi quốc tế. Đó. Cho nên ở cái phi trường Intercontinental thì nó có cái terminal là cái trạm để cho những cái máy bay quốc tế đáp hoặc là đi. Thì trong cái tham quan đó thì có nhân viên của Bộ Nội an, ông Chief Moore, trình bày cái thủ tục như thế nào và đồng thời khi người ta cứu xét, người ta hỏi rồi nếu mà cần kiểm tra thêm cái văn phòng, cái phòng nó như thế nào hoặc nếu cần giam người ta, cái phòng giam như thế nào. Thì đó là cái tham quan mà Tuấn thấy nó rất là thông dụng. Để cho khi mà mình có cơ hội làm chuyên về mấy cái này để mình giúp cố vấn cho thân chủ của mình. Nhưng mà ngày hôm qua thì Tuấn đi phép thì Tuấn có cơ hội trở lại cái phi trường không phải là phi trường Houston mà đó là phi trường Miami. Thì cái phi trường Miami đó thì cũng tham gia nhiều cái chương trình giống như phi trường Houston. Houston là một cái phi trường lớn nhất thứ tư hoặc thứ năm trong nước Hoa Kỳ. Và Tuấn nghĩ Miami cũng không có thua đó. Nhưng mà rất là nhiều người đi phép ở Caribbean hoặc là bên những cái nước, những cái island rồi trở lại hoặc là Trung Mỹ, Nam Mỹ nữa. Rất là nhiều. Cho nên khi Tuấn trở lại cái chiều hôm qua là lúc mà rất là nhiều máy bay đáp xuống. Thì Tuấn rất là lo sợ là có thể cái kiểm tra như vậy nó mất 1 tiếng cho tới 2 tiếng. Tại vì cái lần cuối mà Tuấn có cơ hội đi mẹ và trở lại đó thì mình chờ cho tới gần 1 tiếng mới clear được với sở di trú và hải quan. Nhưng mà khi tham quan đó, thì mình thấy là người ta đang thử, đang pilot thôi. Cái hệ thống mà gọi là immigration clearance, đó là hệ thống mà người ta khi đây dành riêng cho người quốc tịch Hoa Kỳ và những cái người nào mà đăng ký trong cái chương trình ESTA, nghĩa là visa waiver thôi. Thì người ta tới, người ta check in, tự check in trong cái máy đó
cái máy mà có cái kiosk, có cái máy riêng cho người ta. Còn những cái người thẻ xanh hoặc cái du lịch thì người ta đi vào cái xếp hàng khác, tại cái thủ tục nó dài hơn, giả sử lăn tay và chụp hình. Còn đây Tuấn nói cái thủ tục riêng cho người quốc tịch Hoa Kỳ và những người trong cái chương trình ESTA thôi. Thì đây là một cái chương trình người ta đang thí nghiệm thôi, chứ nó chưa có chính thức làm việc. Thì thí nghiệm là người ta yêu cầu mình mang cái passport, mình scan vào giống như mình e-check-in thôi, check-in cái e-ticket thôi. Rồi sau đó đó cái máy nó in cho mình, nếu mà nó clear thì nó không có gì hết, và nếu mà không clear thì nó để cái chữ X rất là lớn. Thì lúc đó mình đi có cái hàng thêm riêng nữa, mình trình cho cái nhân viên của Bộ Nội an. Đó thì Tuấn và một hai luật sư khác thì đi qua cái check-in đó, thì những cái luật sư khác thì không có sao, nhưng mà Tuấn có cái X. Thì khi Tuấn vào á thì có cái hàng đó, người ta chỉ hỏi vài câu thôi. Tuấn hỏi ngược tại sao như vậy, tại vì cái mình bị như vậy có gì trở ngại không, thì ông ta nói nó chỉ random thôi, nghĩa là một trong 10 thì người ta khoảng 5 cái hồ sơ người ta bắt làm như vậy. Đó thì sau đó thì đi qua hải quan, thì Tuấn không có check in hàng lấy cái gì hết. Nhưng mà Tuấn đếm từ lúc mà Tuấn bắt đầu xếp hàng từ cái cửa khẩu cho tới đi qua cái hải quan thì nó chưa tới 15 phút. Đó. Cho nên đây là một cái chương trình đó, có thể giúp cho quý vị rất là nhiều, giảm rất là nhiều thời gian, especially quý vị có quốc tịch Mỹ đó, mà khi quý vị tới sân bay cái hàng của quý vị xếp hàng dài và cái thời gian mà người ta giải quyết như vậy rất là nhanh. Đó. Nhưng mà ngược lại đó, Tuấn lại nghĩ những cái người lớn tuổi không biết tiếng Anh, tại cái máy đó nó hỏi tiếng Anh rồi phải như thế nào đó. Thì mình đang suy nghĩ, tại vì đa số nhiều thân chủ của mình đó là chưa chắc người ta biết được tiếng Anh. Giả sử người ta cho dù có quốc tịch Mỹ, người ta lớn tuổi, người ta đi như vậy thì không biết là nó có cái ở sân bay nó có cái dịch vụ gì giúp cho người ta hay không. Nhưng mà nếu mà người ta đi nguyên một cái gia đình á, nguyên một nhóm á, thì nó cho tới một cái máy để làm việc thôi. Cho nên đó cũng là cái vấn đề mà mình thấy nó thông rất là thông dụng để giảm cái thời gian cho mình check in. Nhưng mà ngược lại đó, nếu mà mình không có biết về nhiều tiếng Anh hoặc là về máy móc thì có thể là nó một cái cản trở mà phải suy nghĩ khi mà quý vị đi. Và trở lại với chương trình thì bây giờ xin mời quý vị gọi vào số điện thoại là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Dạ vâng, mời cô lên tiếng đi ạ. Dạ, chào luật sư Tuấn. Tôi có xin câu hỏi là tôi muốn bảo lãnh anh chị em mà giống như là mình tự làm hồ sơ với là mình mướn dịch vụ thì có cái gì khác không ạ? À, vâng, cô tên gì và cô gọi từ đâu cô? Dạ, tôi tên Hương, tôi ở Argentina. Dạ vâng, ok cô Hương, cảm ơn cô rất là nhiều. Đây cái câu hỏi nó rất là khó để cho Tuấn trả lời cho quý vị. Cái này thì quý vị, Tuấn chỉ nói rất là đơn giản thôi. Khi mình làm nó đúng thì nó thấy rất là dễ. Khi mình làm không đúng thì cái thiệt thòi nó rất là lớn. Đó. Giả sử mình làm cái hồ sơ anh chị em mình để đó 3-4 năm rồi mình không làm đúng rồi nó từ chối thì mình mất đi 3-4 năm. Cái đó là cái thiệt thòi rất là lớn. Và khi mình làm lại thì mình không thể lấy được cái ngày đó. Cái thứ nhì nữa đó là đặc biệt Việt Nam. Okay. Và mấy nước mà tương đương giống như Việt Nam thì nhiều khi cái khai xanh hoặc giấy tờ người ta là những cái giấy tờ người ta làm lại hết. Tuấn cho một cái thí dụ gì, giả sử người ta sanh đẻ trong nước Mỹ thì khi sanh đẻ thì cái nhà thư nó giúp cho làm cái khai xanh liền với cái tiểu bang, rồi tiểu bang trong vòng 30 ngày sau nó gửi cái khai xanh mới về. Ở Việt Nam chưa chắc nó như vậy. Ở Việt Nam đa số một tháng, hai tháng hoặc là khi nào con người ta cần giấy tờ hoặc đi học thì lúc đó người ta mới đăng ký khai sinh. Còn nhiều khi lớn tuổi đó thì gặp những cái tình trạng giống như là đăng ký lúc đó trước năm 75 rồi sau năm 75 thì mất hết và phải đăng ký lại, hoặc nhiều khi cái chỗ đó bị lụt, bị cháy, chiến tranh. Đó, cho nên trong cái trường hợp mà khai sinh đăng ký lại hoặc đăng ký trễ hạn đó thì cái sở di trú bây giờ nó yêu cầu bổ túc rất là nhiều. Đó. Rất là nhiều. Và nhiều khi cái yêu cầu bổ túc như vậy đó mà nó chỉ cho cái thời hạn có 84 ngày mà quý vị làm không có kịp đó, thì có thể bị từ chối. Cho nên nếu mà cô hỏi cho Tuấn là có nên tự làm hay là nên nhờ giống như luật sư hoặc những văn phòng khác hoặc hội khác làm, thì dĩ nhiên
cái câu trả lời của Tuấn lúc nào Tuấn cũng nói nên có một người giúp cho quý vị. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì nữa, nhưng mà ngược lại cái tài chính của vị cũng e hẹp. Nhưng mà trở lại cái vấn đề mà Tuấn nói, thường thường khi vấn đề di trú mình làm đúng thì nó thấy dễ và nhanh chóng. Khi làm không đúng thì cái thiệt thòi nó rất là lớn. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Dạ vâng, mời cô ạ. Dạ, em tên Như ở Houston. Cho em hỏi là em vừa mới bỏ lãnh ba mẹ qua Mỹ, thì ba mẹ vừa mới có visa. Mà bây giờ em còn hai người anh ở bên Việt Nam. Vậy hai người anh này đã lập gia đình và có con. Thì em nếu mà bây giờ em muốn bảo lãnh cho hai người anh này thì theo diện anh chị em nhanh hay là đợi ba mẹ qua để có quốc tịch rồi bảo lãnh cho hai người anh này? Dạ vâng. Khi nói lập gia đình nghĩa là hai người anh này đã đăng ký kết hôn rồi phải không ạ? Dạ, hai người anh đã đăng ký kết hôn và có con thì... Và xin lỗi cô, và vẫn còn đăng ký kết hôn nghĩa là chưa có ly dị phải không ạ? 7 tuổi. Và vẫn còn giấy hôn thú phải không ạ? Chưa có ly dị hoặc là người ta chưa có chia tay ạ? Ok cô Như, cô nghe câu hỏi của tôi không? Hai người anh này vẫn còn giấy hôn thú với vợ của người ta phải không ạ? Dạ vẫn còn. Dạ vâng. Well, đầu tiên trước mắt là ba má chưa có quốc tịch cho nên không có quyền bảo lãnh. Sau này ba má có quốc tịch với có quyền bảo lãnh cho mấy người này. Đó là đầu tiên. Cái thứ nhì nữa đó, nếu mà hai người anh này có ý định định cư cho dù cho người ta hoặc là cho con người ta thì cô cần làm gấp cái hồ sơ. Đó, cho nên cứ làm gấp cái hồ sơ em bảo lãnh cho hai người anh. Thì cái đó là cái hồ sơ F4 trên 12 năm. Rồi nếu mà sau này ba mẹ có quốc tịch cũng làm thêm một bộ nữa. Rồi cái hồ sơ nào tới trước thì người ta đi trước thôi. Đó. Khi mà mình nói về vấn đề hồ sơ bảo lãnh di trú mà những cái tình trạng những ưu tiên 1, ưu tiên 2B, ưu tiên 3, ưu tiên 4, cái thời gian nó rất là lâu. Giả sử nếu mà mình không làm hồ sơ anh chị em bây giờ cho dù hồ sơ đó trên 12 năm, nhưng mà sau này có quốc tịch, nếu mà thi đậu quốc tịch, làm hồ sơ nó cũng gần tới 10 năm nữa. Cho nên cứ làm, rồi cứ để cái cơ hội cho người ta, rồi hồ sơ nào tới trước thì cứ tính tới trước. Cảm ơn cô Như rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ vâng, cho Tuấn biết tên và gọi từ đâu đi ạ. Dạ, xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Ok, số điện thoại để cho quý vị gọi vào là số toll free 844-858-7000. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, thưa, chào luật sư, sư ạ. Dạ vâng. À, tôi là tên tên An ở Dallas. Dạ vâng. Thưa ông An, ông có câu hỏi gì cho tôi? Xin ông trình bày đi ạ. Dạ, thưa luật sư, tôi có câu hỏi là có cái hồ sơ mà bảo lãnh cho gia đình em đó, mà gia đình đó có hai vợ chồng và hai đứa con, và có một đứa con đó là sinh ngày 31 tháng 7 năm 1990. Dạ, mà cái hồ sơ đó là cái ngày mà họ làm sở di trú, mà họ bây giờ đấy họ mới có gửi cái mail cho mình là họ kêu mình là đi đóng tiền để làm cái affidavit support. Tôi xin lỗi, tôi cắt ngang ông Nga nha, tại vì tôi đã suy nghĩ, tôi biết là cái câu hỏi của ông như thế nào rồi. Nhưng mà cái chi tiết tôi cần là như thế này. Hồ sơ này là nộp hồi nào? Cái ngày ưu tiên là ngày nào vậy ông An? Dạ, cái ngày nộp là 2002, nhưng mà cái ngày mà cái phần notice day á, nó tới là ngày 27 tháng 10 năm 2009. Ok, xin lỗi. 27 tây tháng 10 năm 2009. Năm 2009. Là nó chấp thuận. Nhưng mà nộp tháng mấy năm 2002? Dạ, tháng 23 tháng 9 năm 2002. Ok. Cái cháu mà sinh năm 90 còn độc thân không? Còn cái cháu đó là sinh ngày 31 tháng 7 năm 1990. Còn cái độc thân hay không? Cái hồ sơ có 4 người, mà bây giờ còn có 3 người thôi. Xin hỏi luật sư là cái cháu đó có được đi hay không? Mà nếu mà được đi thì mình còn khi mà bây giờ có 3 người thì mình làm sao mà mình đưa cái cháu đó vô được? Tại vì nó là đứa thứ tư rồi. Tôi xin lỗi ông, tôi cắt ngang ông ạ. Ok. Ông An, tôi xin lỗi, tôi cắt ngang ông, nhưng mà tôi cần những cái chi tiết nó quan trọng để tôi giúp trả lời cho ông.
cháu mà sinh năm 90 còn độc thân hay không? Dạ thưa, còn độc thân. Dạ vâng. Ok. À, cảm ơn ông rất là nhiều. Và bây giờ Tuấn sẽ trình bày sơ qua cho ông thôi. Tại vì cái này mình cũng không có nắm rõ được. Tại vì cái thứ tự nó chưa có tới. À, khi mà ông đặt một cái câu hỏi như thế này đó, cái chi tiết nó rất là quan trọng. Cái chi tiết nó càng đúng thì nó giúp cho tôi trả lời cho ông rất là rõ ràng. Bây giờ mình nói sơ qua tại vì cái câu hỏi này liên quan tới cái đạo luật CISPA. Thì đây là cái chi tiết của cái hồ sơ của gia đình em của ông. Đầu tiên đó, là đây là cái hồ sơ tình trạng F4. F4 là hồ sơ anh chị em. F4 thì cái ngày ưu tiên người ta đang giải quyết. Ngày ưu tiên người ta đang giải quyết là 22 tây tháng 1 năm 2002. 22 tây tháng 1 năm 2002. Mà cái thứ tự của hồ sơ của ông á là ngày 23 tây tháng 9 năm 2002. Cho nên nó còn 8 tháng cho tới 16 tháng nữa với giải quyết cái hồ sơ cho ông. Đó. 8 tháng cho tới 16 tháng nữa, cho là 2 năm nữa, có thể 2 năm nữa với tới cái hồ sơ của ông. Nhưng mà ngược lại đó, cháu nó sinh năm 90 tháng 7 này là cháu nó 24 tuổi. Đó. Mà nếu mà cái thứ tự có thể tới đó là 2 năm nữa, có thể thôi, có thể sớm và có thể chậm hơn mà Tuấn đang tính thôi. Có thể tới đó, là lúc đó cháu nó gần tới 26 tuổi rồi. Đó. Thì 26 tuổi giả sử như vậy có quyền được đi hay không? Thì cái câu trả lời của tôi cho ông á là cháu nó có quyền được đi cho tới lúc cháu nó 28 tuổi một tháng. Tại sao 28 tuổi một tháng? Tại vì cái đạo luật CISPA đó, Tuấn xin lỗi, Tuấn không có ghi cái này xuống cho ông để cho ông thấy rõ ràng. Nhưng mà cái cách tuổi tính trong cái trường hợp này đó là tháng 9 năm 2002 là cái ngày nộp, tới tháng 10 năm 2009 là cái ngày chấp thuận. Đó là 7 năm 1 tháng. 7 năm 1 tháng cộng cho tới lúc cộng với 21 tuổi là 28 tuổi 1 tháng. Mà cái hồ sơ này đó, Tuấn nghĩ khoảng 2 năm nữa tới thì nó còn rất là nhiều thời gian để cho cháu được ăn theo kịp. Đó, cho nên đầu tiên tính theo cái đạo luật CISPA thì cháu nó vẫn được ăn theo trong cái tình trạng này. Nếu mà cái chi tiết của ông trình bày như vậy thì tính theo cái đạo luật CISPA thì lúc đó cháu nó khoảng 18-19 tuổi thôi chứ chưa tới 21 tuổi CISPA. Đây là mình chỉ có đoán thôi. Tại sao mình chỉ có đoán được? Tại vì cái thứ tự nó chưa tới tháng 9 năm 2002. Nó mới tới ngày 22 tây tháng 1 năm 2002 thôi. Trở lại cái vấn đề mà ông lo sợ. Bây giờ yêu cầu đóng tiền, bây giờ yêu cầu làm cái thủ tục hồ sơ. Mà tại sao không có tên của cháu nó? Thì nhớ rằng cái thủ tục trung tâm visa với trung tâm visa là một cái thủ tục để chuẩn bị cái hồ sơ để phỏng vấn cho với lãnh sự quán hoặc là để chuẩn bị cho cái lãnh sự quán giải quyết hồ sơ cho người ta. Cái quyết định của được cấp visa hay không nằm với cái lãnh sự quán. Đây trung tâm visa chưa có chắc chắn được cháu được ăn theo cho nên người ta chưa có làm giấy tờ gì cho cháu hết và người ta để cái thủ tục đó trực tiếp với cái lãnh sự quán. Trong những cái tình trạng này đó thì ông cần theo dõi cái cách tính toán của đạo luật CISPA. Nhưng mà nếu mà ông trình bày sơ qua cho tôi như vậy thì tôi có thể nói phần trăm rất là cao là cháu được ăn theo. Nhớ rằng nếu mà không được đóng thủ tục nộp giấy tờ như vậy thì cháu nó có thể đóng và làm thủ tục trực tiếp với cái lãnh sự quán sau này. Nhưng mà đừng có để nó quá trên một năm mà không có khóa tuổi lại. Thì mấy cái đó Tuấn đề nghị là nên có luật sư giúp cho ông. Cái đó nó rất là quan trọng. Và mấy cái này là không phải những cái thủ tục mà ông có thể tự làm được. Hoặc là nếu mà tự làm được thì coi chừng nó rất là nguy hiểm. Tại Tuấn thấy nhiều rồi. Đó. Cho nên kết thúc lại đó là cháu nó có cơ hội rất là cao được ăn theo. Còn cái thủ tục đóng tiền làm thủ tục đó đó thì ông nên có một người để giúp cho ông. Tại vì nếu mà trung tâm visa không cho làm thủ tục đó thì sau này khi theo dõi sẽ làm thủ tục trực tiếp với cái lãnh sự quán, đóng tiền, bổ sung cái danh sách phỏng vấn, nộp những cái bảo trợ tài chính, lý lịch tư pháp và tất cả trực tiếp với cái lãnh sự quán nếu mà trung tâm visa không cho phép. Cảm ơn ông An rất là nhiều. Tại tôi nhớ ông tuần vừa rồi hoặc tuần trước ông có gọi vào nhưng mà cái chi tiết nó không có rõ ràng. Nhớ rằng
cái thủ tục này nên có một người nào giúp cho ông. Chứ cái này nếu mà ông tự làm, cẩn thận một tí. Cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp. Xin mời dây kế tiếp lên tiếng đi. Ok. Thưa quý vị, bây giờ xin lỗi quý vị, bây giờ cũng hết thời giờ cho chương trình tối nay rồi. Thưa quý vị, chương trình sẽ trở lại tuần tới vào lúc 8 giờ tối và trực tiếp gửi tới quý vị. Tuấn rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tối nay và xin chúc quý vị một buổi tối và một tuần rất là vui tươi và hạnh phúc, và xin tạm hẹn quý vị vào chiều tối tuần thứ hai tuần sau. Xin kính chào.